máy giải giải ra toàn thể các đội bóng cầu thủ cùng các cầu thủ xen lẫn những giọng lành mạnh bổ ích. 6 học sinh trường trung học cơ sở Tam Quan. Tiếp theo là phần công bố và để nước mặt chúng ta đảm bảo thời gian nha. Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh ơi, sau 9 ngày tranh tài với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết team play, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn với những màn thắng đẹp, với những pha bóng đẹp. Chúng tôi khen thưởng giải bóng đá nam cấp trường. Bác cây tốt nè. Cái cứ từ là trường trung học cơ sở hôm nay quyết định về việc nhà nước, quỹ hỗ trợ cha mẹ học sinh. Giải tập thể học sinh khối 6-7 quyết định như một nhì 250.000 đồng, 4 giải trên 4 gói, mỗi giải là 100.000 đồng. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có tên trên sách của khối 6 tập 70 tập thể lớp 84 đơn giản có nhiều điều khác. Ta biết và giải thưởng này là về phong cách là do liên đoàn trường trung học cơ sở Tam Quan chúng ta có chủ các nhà trường à, anh là học sinh cũ nhà trường cũng là trường của thủ trường chúng ta à, và thứ ba à, thông báo với